Hôn có thể là xuống vô đó ở luôn đó luôn, tới lúc cưới vợ thì mới về đây làm lễ cưới. Khi nào thầy kiếm được kia là con yên mà vừa với nó là mình xuống tổ chức đi lễ cưới nó ngay. Bữa nay chuẩn bị 14 tuổi rồi, còn mấy năm là cưới vợ được rồi. Thích con yên không? Không à? Vậy con yên thích không? Yên là con gà chứ con yên con gái. Ăn thịt gà không? Kêu bé Sim vào. Tí hôn vào đây con. Sim ơi. Con Sim bây giờ con đi học không? Sim là con của anh à? Đây là anh ruột của anh Nam là em à, em ruột anh à? Anh hả? Nè có con lớn giờ rồi đó hả? Bao nhiêu tuổi rồi anh á? Có chừng có chồng rồi chắc không ấy. Anh chồng bao nhiêu tuổi rồi? Chưa, tầm mốc anh sinh năm 81 mà nay có con 18 tuổi rồi. Bé 18 rồi hả bé? Dạ. Cái làng nó là hay à? Con bé này với con bé Hồng là mình đưa xuống học ở dưới đây. Dạ. Mai thầy xuống thì mới đưa nó về được. Thầy mà không xuống là không dám đưa nó về. Bữa nào ấy, lâu lâu vợ chồng mày còn nhớ đấy, là nếu mà nhớ nó đấy, là hai vợ chồng mày chở vợ mày xuống, mày biết nhà thầy rồi đúng không? Chở xuống thăm nó. Còn, từ nay trở về sau là khi nghỉ hè là mới về nhà ấy, giống như nó đi du học rồi đó. Có thể về ở luôn đấy với thầy thì mày có yên tâm không? Đấy. Có phải không? Có yên tâm. Bây giờ nếu mà còn thương và nhớ con đấy thì từ nay đến Tết đấy là nó mới về một lần. Phải khi nào được nghỉ mới về chứ, đi học thì phải. Là mày có yên tâm không? Còn rồi, yên tâm rồi thì khi nào mà nhớ đấy, nhớ con đấy thì hai vợ chồng xuống đấy thăm nó, xuống nhà thầy đó. Cái trường đấy là ở sát nhà thầy thôi. Đó là xuống đấy là thăm con, xuống đấy là thầy dẫn đi chơi này, đi xuống phố chơi, biết đây biết đó, thậm chí mà ưng đi biển là cho đi biển luôn. Cho xuống đi biển. Xong rồi sáng sau ngủ lại nhà thầy sáng sau đấy. Lâu lâu xuống ghé thăm này. Có việc gì đấy. Lần sau đi là cho thằng Su đi nữa. Cho Su xuống đấy rồi thầy mua cho nó ít đồ quần áo. Cái số tiền 58 hơn 58 triệu này bây giờ về đấy, mà bây giờ mày còn nợ bao nhiêu nữa này? Mày hỏi là đúng là con nợ bao nhiêu? Còn mấy tiền. À vậy thì vẫn còn dư rất nhiều. Vậy cái số tiền dư đấy mày làm gì đấy? Mày nói thầy nghe thử xem là để bữa nào càng ngoài chịu nữa. Anh không càng thì có để đó. Đây này, thầy có hướng này nó mới hay này. Tức là làm nhà mày chỉ còn thiếu mười mấy triệu nữa thôi phải không? Ừ. Mày trả nợ đi. Được chưa? Số tiền còn lại mày mua trâu bò gì đó. Con trâu con bò thì phát triển kinh tế nhà đó. Nuôi trâu bò hoặc con dê gì đấy thì mày mua. Đầu tư vào làm ăn thì không phải tiền để. Mới để năm nay đến 2 năm ở đấy là 500 nó vẫn là 500. Nhưng mà nếu mà bỏ vào sổ tiết kiệm như vừa rồi đấy thì nó sinh lời, mình thấy nó sinh lời chưa. Nên thôi bây giờ rút hết rồi thì về mình xem mình mua rừng mua rẫy thì cũng được. Ví dụ như mua rừng mua rẫy, chăm sóc rừng đó. Còn cuốn sổ, còn cái sổ tiết kiệm kia là tranh trăm mấy nữa không? Trăm, bây giờ phải lên 101 rồi. Dạ. Mày để ngoài kia mày để chỗ nào đó, có để vào trong cốc xe. Ồ, bây giờ thế cần vào đây. Cái xe đây cái đấy là lên đến 101 triệu rồi đấy. Hơn chứ à, 2 năm mới thành 112-113 triệu gì trong đấy. Cái đấy là để nó cứ để ra mãi mãi chứ đừng có rút tiền về nhà mà đút trong cái ống tre đấy là 500 là nó còn y nguyên 500 mấy chừng mối nó ăn mất. Sao nay không chở vợ đi xuống đây luôn? Thôi, muốn đi hơn ở được chứ, thiên tài hội. Hả? Hơn nữa nhờ thiên tài hội. Nó đi làm. Bữa nay làm gì nó anh? Vẫn kiếm cây của họ làm nhà. Là đi khiên cây. Đi khiên cây là vợ Nam hôm nay đi khiên cây gỗ rừng để về làm nhà đó hả? Tức là thế này, họ là
ở trên đấy họ làm họ đổi công. Yeah. Ví dụ hôm nay nhà nó mà làm nhà đấy thì dân làng đấy tập trung vào trên cây để làm nhà cho nhà nó. À. Sau khi nhà khác làm thì nhà nó lại phải đi làm lại cho nhà họ. Yeah. Gọi à. Là làm đổi công chứ không có phải làm theo công tính tiền trả tiền này. Không tính tiền ở dân, yeah. dân ở trên đấy họ làm là chỉ đổi công. Yeah. Họ quan hệ với nhau là bằng cách là tôi làm giúp anh thì ngày mai làm cho anh một ngày, ngày mai anh làm lại cho tôi một ngày. Yeah. À. Hôm nào lên đó à, ông lên đó hồi nãy lấy mặt con được không? Bữa nào em với thầy Cương đi lên đó đi lấy mặt ông gần bữa. Lên về cho ra hết rồi đó. Lên lên bây giờ ra hết mưa rồi. Mưa mặt. Trời trời thấy ông vô đâu tôi vậy? Hả? Nó làm lại chỗ đấy chứ. Không. Tự nhiên vào ông chú Huy. Mình lấy được xong nó bay thôi. Mình lấy xong bay hết đi à? Ừ. Vậy thì đâu 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 có phải là để cái cuống lại để cho nó bay về đâu. Đứa nào tới đâu tôi đó hả? Ông nào đây? Ông nào lạ quét vậy? Đây cái là ai vậy? Con ai vậy hả? Xuống rồi tôi mới ông... mua bàn ghế mua đồ. Ông là con ai học đưa vào đúng cái trường của nó luôn á, chứ học ở trên đây thì nó học hòa nhập thì nó khó khó cho nó, có một mình nó khác mọi đứa nên nó khó học. Ủa, ai vậy? Đi coi có mặt kia ai vậy? Chim. Có mặt ai vậy? Ai đây? Giờ có mặt lên cho chú Huy xem mà ai vậy? Thì coi kìa. Đứa nào đây vậy? Là quát cái vậy? Đứa nào vậy? Xin đi làm hả? Luôn mày có đi không? Hả? Tháng, đứa nào vậy? Tháng ví dụ tháng giờ đi nên đi học may làm may đấy. Hoặc là làm ở một số cái sự nghiệp, nếu mà muốn làm hả? Ở một cơ quan nào đó, ở công ty nào đó thì mình phải đi học tính nghề người ta mới nhận. Thì cái đấy thì thầy giúp được. Nhưng không, bây giờ mà em mà trở về quê thì em chỉ có nước lấy chồng rồi lại vẫn ở đấy thôi. Đó. Mình phải mở ra một tí rồi mình đi xuống mình tự mình lao động mình kiếm tiền đó. Xong lúc đấy lấy chồng, khi mình đã làm có tiền rồi lấy chồng nó dễ lắm. Bây giờ còn nhỏ mà lấy chồng thì cuối cùng là lớn lên vẫn ở cái thôn Gò Gia này thôi. Con uống không? Hả? Thôi uống nước đi. Con uống không? Con uống nước không? Hả? Con nước thằng chú Huy lấy nè. Con Hồng lại chồng chứ. À, này có cái dây đây, sao không cho chú Huy một dây? Có dây con, cho chú Huy một dây coi. Con Hồng, nó bê tơ học rồi, biết giờ. Nhưng mà em học xong lớp 12 chưa? Học xong rồi, tốt nghiệp rồi đấy à? Không có đi thi. Không đi thi à? Dạ. Ôi sao thế, học xong rồi mình đi thi chứ. Vậy là không được rồi. Vậy là em nghỉ học năm nào? Học hết kỳ 1. À đúng rồi, học hết kỳ 1 rồi nghỉ thì làm sao nó có cấp giấy chứng nhận được. Vậy là không học hết 12 luôn. Còn đang học dở dang đó. Trời ơi, còn một kỳ nữa là hết 12 rồi sao không học luôn? Ủa chứ. Học thêm một kỳ nữa nữa. Học ngay chỗ sân kỳ trước học sân kỳ à? Ôi tới gần nhà vậy mà không đi học. Thầy mà biết vậy là thầy không cho mày bỏ học đâu. 12 năm còn có 3-4 tháng nữa mà bỏ uổng. Đấy, bây giờ thầy muốn giúp mày cũng khó rồi. Giúp cho xuống đường phố cái đi học cái nghề đi. Ôi dài thầy chích nè, ôi dài. Bây giờ chấp nhận là lao động phổ thông mà đi không? Lao động phổ thông là như này này. Đi vào xí nghiệp làm may này. Hả? Học làm may tháng lương không được nhiều, bởi lao động phổ thông là lương chỉ tầm 3-4 triệu thôi thì không nhiều đâu. Học hết lớp 12 thì đào tạo nghề được, nhưng bây giờ em đang học dở lớp 12 rồi. Cái nhà cũ là mình tháo ra hết luôn hả Năng? Yeah. Nhà cũ mày bỏ tháo luôn hay à? Ủa này? Tháo hết rồi. Vậy là bây giờ là ở có một cái nhà mới trên đấy. Còn cái nền đất cũ đấy thì để làm gì? Trồng rau làm gì? Là thường sao xong để lại. Để lại thì không có cột làm à? Bữa nào thằng lấy đó là mình làm lại bếp nhé. À làm lại bếp, bếp. Có đổ xi măng không? Cái gì? Cột đổ xi măng hay cột gỗ? Bếp à? Không, nhà đấy.
xi măng làm y như nhà thằng thằng ấy Hùng à, đúng vậy, cũng lát cũng lót gạch hoa. Hùng là cái nhà của ông đó, già đó, già đó, có nuôi trâu đúng không? Vậy là à, đó, nó đẹp quá, thích cái mua đen kiểu đấy rồi. Cách nào thì không mà mình ngồi nhầm cái nghĩa là cách tân hóa cái nhà sàn rồi đó. Vậy ngon, mày xây được cái nhà này ngon. Hôm nào thì hôm nào thầy lên là phải đốt con ia, đốt con gà chứ. Bữa nay có ia đến không, có gà đến nó nhiều không? Rồi. Từng mấy con? Nếu không đến giờ không? Đó là bây giờ có 4 cái nhà, cái như nhà em Hùng đó. Nhà xong rồi. Nhà hôm này rồi nhà mấy cái nhà nữa mà hộ hình như hồi nhà thằng vôi nhỉ. Vôi. Vía. Tối. Có mấy cái nhà xây như vậy rồi, bốn cái rồi. Nhà nó là cái thứ tư. Mày mày giỏi đấy. Mày thoát nghèo đi chứ. Như cá rể mà thoát nghèo. Không có điều kiện nữa chứ không có thì gia đình cũng khó đó thề, đúng không? Vốn liếng này cũng có, bây giờ có nghĩa là làm cái nhà đấy vợ chồng nó gom góp lại chú mì à. Vợ chồng gom góp lại với lại tiền của cá rể đấy, nó cũng không tiêu, mình cứ nghĩ là nó tiêu nhưng mà nó không có tiêu, nó tích lũy vào đấy đấy. Cộng thêm hồi Tết mình lên cho mấy chục triệu đó góp vào cây cối nó có rồi, nên làm cái nhà thì lúc nãy được nói là hơn 100 triệu thì bây giờ nó còn thiếu là mười mấy triệu, 14 triệu đúng không? Tức là làm cái nhà đấy hiện giờ mình thiếu 14 triệu, mà bây giờ mình rút cái sổ tiết kiệm bây giờ hơn 5-8 triệu, thì bây giờ cứ gọi cho là còn hơn 40 triệu nữa đi, hơn 40 triệu đấy, bây giờ mình nói thử xem hơn 40 triệu đấy mày để làm gì này? Chứ không phải cắt để đấy là nó uổng nghe, rút vào nứa là mối nó ăn. Bây giờ tính này, thầy tính cho mày này, trên đấy thì bây giờ làm gì ra tiền? mua rẫy của họ đó, cái đấy thì là đúng, mua rẫy của họ, người nào họ cần tiền họ bán cái rẫy đấy, rẫy keo này thì mình mua lại đến 4-5 năm sau mình thu hoạch khai thác cái keo đấy là mình có tiền, đồng thời cái đất đấy của mình lại trồng lại đó, cái đấy thì thầy đồng ý ngon lành à. Nếu mà tính như vậy là vít số 40 triệu thì mua được bao nhiêu đất keo, đất rẫy keo rừng mấy hectare? Do họ bán đại to thì họ cũng bán nhiều, cái nhỏ thì họ bán. Nhưng mà mình đấy. mua không phải là mua cái rẫy keo này không, mình mua cả đất luôn á, mua cả đất luôn để mình lấy đất đấy mình tiếp tục mình trồng đó, đúng không? Đó thì theo phải hướng đấy chứ, mày đi mua đám keo để mày bán lấy tiền là mày chỉ có lỗ thôi, đúng không? Làm gì keo? Bây giờ mình mua là đất để sản xuất. Cái rẫy ví dụ như ai họ bán đấy mà đang trồng keo thì mình mua cái đất keo lớn lên mình khai thác keo thì mình trồng lại cái mới, trồng rừng bảo vệ rừng là chỗ đấy rồi, yên tâm rồi. Vậy là bây giờ còn thiếu tiền, đến bây giờ còn thiếu tiền nữa không? Đến bây giờ còn thiếu tiền nữa không? Hết rồi. trả hết nợ còn có để dành tiền để phát triển kinh tế. Bây giờ tí hôn có thể là xuống đó ở luôn đó luôn. Tới lúc cưới vợ thì mới về đây làm lễ cưới. Khi nào thầy kiếm được kia là con yên mà vừa với nó là mày xuống tổ chức đi lễ cưới nó nghe. Bữa nay chuẩn bị 14 tuổi rồi, còn mấy năm là cưới vợ được rồi. Thích con yên không? Không à? Vậy con yên thích không? Ia là con gà chứ con yên con gái. Ăn thịt gà không? Ơ? Bữa nào chở con vợ mày đi xuống núi để cho nó biết. Chắc từ hồi giờ chưa đi ra ngoài. Chưa, cho nó xuống.